Sao Nhật xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em về hút ẩm đúng ngày, thời tiết miền Bắc chuyển mưa rét, độ ẩm cao, thời tiết mưa phùn rồi ạ. Đấy, máy ẩm mà máy hút ẩm trong cái thời tiết này thì nó là một cái đồ mà nói chung là nếu nhà nào có thì mình cảm nhận được là nó rất là tiện các bác nhé. Hút ẩm khô gioăng nhà cửa luôn, nhà cửa không bị ướt nhớp nhác. Đấy là một cái tính năng rất hay của máy hút ẩm. Ở đây em về được 5 con Hitachi. Cái mẫu này thì thật sự ra các bác hỏi rất là nhiều. Đấy, nhưng mà để mà chọn được những cái con máy nó đẹp đẹp như thế này các bác thì phải đặt hàng anh em. Đấy, anh em họ hàng họ về bắt đầu họ mới gom lại, họ chọn cho mình được những cái con xuất sắc trong một cái lô đấy. Chứ còn bảo những cái hàng này thực sự ra mà nó đẹp thì rất là hiếm các bạn. Đây là toàn bộ 5 con Hitachi hút 20 lít và 21 lít vỏ nguyên bản đấy. Vỏ nguyên bản các bác nhé, trắng đẹp như mới luôn này. Đấy. Có em đánh số từ con số 1 này, số 2, số 3, số 4. 4 con này là hút 21 lít này. Các bác nhìn trên màn hình nó hút 21 lít nhé, là mặt giống nhau. Còn một con cuối cùng mã số 5 này là hút 20 lít này. Đấy. Hút 20 lít một ngày. Toàn bộ đây là sản xuất tại Nhật Bản hết, made in Japan hết. Đấy, made in Japan mà lại điện 220V. Chính vì nó như vậy nên là bảo sao mà các bác khách hàng tinh tế các bác mua rất là nhiều. Gần như là về con nào thì bán hết con đấy ngay đấy ạ. 5 con hút ẩm Hitachi hút 21 lít. Máy rất dễ sử dụng các bạn. Giao diện bằng tiếng Anh nhé. Trên máy thì các bác nhìn thấy đây này, tắt này. Đấy, nút này nút bật này. Có 3 chế độ hút ẩm khác nhau và sấy quần áo. Đấy, thực ra thì cái chế độ hút ẩm và chế độ sấy quần áo thì nó cũng là giống nhau thôi. Đấy. 3 chế độ auto các bác nhé. Các thứ chỉnh nhé. Đảo gió này. Đảo tự động này, tốc độ quạt này, nhanh chậm turbo này. Đây có hẹn giờ này. 1 giờ 2 giờ này. Có cả chế độ lọc khí nhé. Chế độ này thì chỉ chạy mỗi quạt gió để lọc khí thôi. Đấy. Một con máy rất dễ sử dụng. Có nano titanium khử khuẩn này. Nếu bác nhìn nhé, toàn bộ là made in Japan hết nhé. Đấy. Máy hàng đẹp xuất sắc luôn. Vỏ nguyên bản đẹp trắng như mới. Đấy. Trắng tinh luôn ạ. À. Cực đẹp luôn. Đấy. Hút 21 lít một ngày. Đấy. Phần sau của nó đây các bác nhé. Đấy. Tem mác này. Hút 21 lít này. Đấy, đây. Điện 220V nhé, 330W, nặng 14,2 kg. Đây là phần lưới đằng sau của nó này. Đây, dàn riết các thứ đầy đủ các nhé. Đấy. Hitachi hút 21 lít một ngày. Con này có cái bình nước rất là to. Đấy, nhưng mà các bác lâu phải đổ nước nhé. Bình nước chứa rất là to. Đấy, bình nước to nhé. Bình nước này phải được tầm 4-5 lít thì lâu phải đổ lắm. Những cái chiếc 21 lít này thì em bán là 4,2 triệu. Còn chiếc 20 lít này em bán là 3,9 triệu. Đây có 5 con, bác nào chốt các bác liên hệ nhé. Chào các bác.